Hello, chào tất cả mọi người. Lâu quá rồi, bây giờ mình mới ngồi lại trước cái camera nói chuyện với mọi người. Cũng gần 2 tuần rồi mới quay một cái video lại. Tại vì trong 2 tuần này thì mình cũng lo mình học, mình lấy cái bằng commercial. Đây là cái cuốn sách mà mình học bữa giờ, học được 2 tuần rồi. Mình đăng ký thi rồi. Mình đăng ký là tuần sau mình đi thi luôn. Cho nên là mình phải tập trung mình học cho xong. Mình thi cho xong để mình lấy cái bằng commercial này để mình đi mua bán building á. Hồi xưa giờ thì cái license của mình chỉ là residential thôi, tức là đi mua bán nhà một cách bình thường thôi. Nhưng mà thật sự là mình muốn làm sâu về cái mảng real estate này hơn á, thì mình muốn lấy những cái bằng khác nữa, chẳng hạn như cái bằng này là cái bằng commercial. Khi mình học cái nào thì mình cố gắng mình tập trung á, mình đưa ra cái deadline cho bản thân mình luôn á để mình làm cho xong, chứ không mình cứ nói là học 1 2 tháng nữa thì mình không có deadline cho bản thân mình á, thì mình làm cũng không có xong việc được. Mặc dù là mình cũng chưa học xong á, còn 1 2 cái topic nữa, nhưng mà mình trả tiền luôn rồi, mình trả tiền để tuần sau mình đi thi luôn. Nếu mà mình học không xong rồi tự tự động mình mất tiền rồi, cho nên là có động lực để mình học cho xong để mình đi thi. Hôm bữa vừa rồi thì mình đọc cái bài báo gọi là thật ra mình cũng ít đọc báo đó, nhưng mà tự nhiên cái này nó nhảy lên cái trang Instagram của mình thôi. Với lại mình có 2 cái trang mạng xã hội á, mọi người có thể theo dõi cái trang Facebook của mình hoặc là cái trang Instagram. 2 trang đó là 2 trang mình post những cái bài update tình hình nhà cửa hay là những cái căn nhà mình mua bán ở đây thôi. Còn nếu mọi người muốn liên lạc mình á, cách dễ nhất á, một á là gửi email cho mình, 2 là gọi điện thoại hoặc là nhắn tin cho mình. Đó là 2 cách mà mình sẽ trả lời nhanh nhất. Đây là cái bài báo của cái tờ Global News, một trong những tờ báo rất là nổi tiếng ở Canada đó. Người ta nói là anh Burder là thấy cái làn sóng di cư vào cái tỉnh bang này nhiều nhất kể từ năm 2014. Thì trong cái quý 2 năm 2022 này á, thì có tổng cộng là 10.000 người chuyển vào cái tỉnh bang Alberta này để người ta sinh sống. Thì đây là cái làn sóng di cư mà nhiều nhất kể từ năm 2014 ở trong cái tỉnh bang Alberta này. Trong cái bài báo này cũng nói á, hầu hết những người mà chuyển về cái tỉnh bang này á, là trong cái độ tuổi 20 và 30, tức là những người còn trẻ. Người ta muốn chuyển về đây để người ta dạng như là tìm kiếm cơ hội mới, cuộc sống mới, có cơ hội để sở hữu nhà cửa. Cái điểm mà mình thấy khá là thú vị, nhưng mà mình nghĩ là mọi người cũng đoán được đó, là trong tổng số 10.000 người mà chuyển về cái tỉnh bang Alberta này sống trong quý 2 á, thì cái tỉnh bang mà có số người chuyển về cái tỉnh bang Alberta này nhiều nhất đó chính là cái tỉnh bang Ontario. Trước khi mình mở cái website của cái tỉnh bang Alberta này, người ta đã liệt kê con số một cách cụ thể hơn á, thì mình muốn chia sẻ là các bạn sống ở đâu cũng được, miễn sao nó phù hợp với cái nhu cầu, phù hợp với cái sự ưu tiên của các bạn thì các bạn chọn nơi đó các bạn sống. Không nhất thiết là các bạn thấy nhiều người chuyển về tỉnh bang Alberta rồi các bạn cũng chuyển theo. Mình nghĩ là nếu các bạn thực sự là các bạn serious với cái chuyện là các bạn chuyển về tỉnh bang, một tỉnh bang khác sống đó, không nói gì đến Alberta, thì cái đầu tiên mình luôn khuyên là trước khi các bạn mua nhà, các bạn hãy hãy qua đây ở thuê một thời gian đi. Hãy qua đây các bạn ở thuê một căn nhà đó ở tầm 3 tháng, 6 tháng để coi các bạn có thực sự các bạn thích cái tỉnh bang đó không, thích cái thành phố mà các bạn chuyển đó không, đến coi nó có phù hợp với các bạn không. Bản thân mình hồi xưa cũng vậy mà, mình chuyển qua cái thành phố Calgary này mình sống 6 tháng, sau đó mình mới là quyết định mình sống ở đây và mình mới mua nhà để mình sống ở đây. Trong cái quý 2 này tổng cộng là Alberta này có thêm 40.253 người. Để mình giải thích tại sao cái con số này là hơn 40.000, còn con số hồi nãy trên cái tờ báo đó chỉ có là 10.000. Thì con số 10.000 hồi nãy là con số mà những cái người ta chuyển tới tỉnh bang Alberta sống, mà những người đó là người ta đang sống trong Canada. Tức là những người đó người ta gọi là cái sự chuyển giao interprovincial, tức là những người ở tỉnh bang khác người ta đã ở Canada rồi, người ta đang sinh sống ở Canada và người ta quyết định là người ta chuyển về cái tỉnh bang Alberta. Còn cái con số 40.253 người này á, là nó bao gồm cả những người đang sống ở Canada và những người mới nhập cư vô. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2022 này á, thì tổng dân số của cái tỉnh bang Alberta này là khoảng đâu đó là 4,5 triệu. Tổng số dân ở Canada theo thống kê á, là gần 39 triệu rồi. Đông nhất là Ontario là 15 triệu. Thứ hai là Quebec 8 triệu 600. Thứ ba là bên BC hơn 5 triệu 3. Và đứng thứ tư là tỉnh bang Alberta 4,5 triệu. Rồi một điểm thú vị khác là trong cái quý 2 vừa rồi á, đất nước Canada đón nhận tới hơn 118.000 người nhập cư mới. Đây là cái con số cao nhất kể từ năm 1971. Thì trong cái chính sách nhập cư từ năm 2022 đến năm 2024 á, bản thân năm 2022 này chính phủ Canada người ta set cái target là người ta đón nhận hơn 431.000 người nhập cư mới vào đất nước Canada. Không biết sau cái năm 2024 thì chính sách nhập cư ở đất nước Canada này như thế nào. Nhưng mà từ đây tới năm 2024 ấy, thì đất nước Canada người ta vẫn đón nhận
rất rất là nhiều người nhập cư vào đất nước Canada. Với cái lượng nhập cư như vậy á, mình thì mình thường là mình không dám nói trước tương lai, nhưng mà cái lượng nhập cư nó rất là lớn như vậy mà mình thấy là builder với là chính phủ Canada người ta có rất là nhiều cái chính sách, người ta hạn chế cái việc mở rộng đất để xây nhà thêm á, tức là cái cung á cảm giác như là nó không đủ cái cầu, đặc biệt là ở những thành phố lớn như là Toronto, Vancouver, Calgary, Montreal, Ottawa, để mà cái thị trường nhà đất nó nguội lại á, thì mình nghĩ là cái nguồn cung á nó phải tăng, tức là chính phủ phải cho phép developer để người ta xây nhiều nhà hơn, thì mình nghĩ là mới đáp ứng đủ cái số người nhập cư như vậy. Rồi xuống cái map này thì các bạn thấy là cái số người mà người ta chuyển từ những tỉnh bang khác sang cái tỉnh bang Alberta này trong quý 2, các bạn thấy rõ ràng là ở Ontario là đông nhất, là 6.281 người. Sau Ontario đó chính là cái tỉnh bang Manitoba là 1.300, sau Manitoba là BC và Saskatchewan, hai tỉnh bang gần kề với Alberta, mỗi bên là khoảng hơn 1.000 người. Thì theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình á, tức là kinh nghiệm mình đi mua bán nhà cho những anh chị của tỉnh mà khác chuyển về đây á, thì mình thấy những con số này cũng hợp lý thôi. Từ đầu năm đến bây giờ thì mình bán được bao nhiêu căn nhà rồi ta? 40, 41, 42. Mình bán được 43 căn nhà. Trong tổng số 43 căn nhà đó mình nghĩ là phải 60% á trong cái số đó là từ Ontario. Ngoài Ontario ra thì những khách còn lại của mình cũng hầu hết là bên BC, Saskatchewan với lại Winnipeg. Có khách nào ở Quebec không ta? À có một cô chú ở Montreal, Quebec. Mình chưa bán cho anh chị nào mà ở bên Nova Scotia cả. Từ cái mạng đông á thì đó hầu hết những khách hàng của mình là hầu hết là Ontario, và ba cái tỉnh bang còn lại là BC, Saskatchewan với lại Manitoba, thì nó cũng khớp với cái thống kê mà người ta đưa ra thôi. À, mình không biết sao nhưng mà cảm ơn tất cả những anh chị mà đã chọn để làm việc cùng mình. Mình cảm giác là mình có duyên với những anh chị mà retire mình á, những anh chị mà bán nhà ở Toronto xong rồi những anh chị chuyển qua tỉnh bang này để anh chị retire luôn á. Rồi mình làm video mình chia sẻ với tất cả các bạn. Rồi tập trung lại học cho xong cái này, mình sẽ báo cho mọi người biết là mình có thi đậu vào tuần sau hay không. Mình book lịch hẹn rồi. À, mình book thứ mấy ta? Mình book ngày 13. À, mình book thứ năm. Mình book vào thứ năm tuần sau. À, nếu mà mình thi đậu thì mình sẽ khoe với tất cả mọi người. Ok, bye bye tất cả mọi người.